Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và đây là tổng nhân công nghệ số thứ 29. Trong một bài review về chiếc 11400F trên TechBallUp thì reviewer của họ đã phát hiện ra rằng tính năng Gear 2 dành cho RAM có hiệu năng cao hơn so với Gear 1. Và tính năng này thì cũng sẽ chỉ áp dụng hỗ trợ cho những CPU Rocket Lake cùng với lại bo mạch chủ B560 trở lên mà thôi. Để giải thích ngắn gọn thì chế độ Gear 1 sẽ có xung RAM và xung bộ điều khiển RAM chạy ở tỷ lệ 1:1, còn Gear 2 sẽ là 1:2. Và theo lý thuyết thì Gear 2 sẽ có khả năng ép xung tốt hơn vì bộ xung điều khiển RAM chạy chỉ bằng 1/2 so với xung RAM mà thôi. Nhưng để ổn định khi sử dụng, các kit RAM có bớt phổ thông như 3000 hay 3600 thì Gear 1 có vẻ là hợp lý hơn cả. Tổng thể khi mà 11400F kết hợp cùng với DDR4 3733MHz sẽ có kết quả hiệu năng nhỉnh hơn 1.5% so với dùng Gear 2. Ngoài ra, Gear 2 còn vượt mạnh hơn với mức 3.42% trong Cinebench R23 đa nhân và 6% trong MySQL. Nhưng có một điều đặc biệt ở đây, đó chính là với những bộ PC chú trọng gaming thì khi mà chúng ta bật Gear 2 sẽ lại làm giảm hiệu năng một chút. Trong bài test, khi sử dụng Gear 2 thì bộ điều khiển RAM sẽ ăn ít điện hơn, từ đó mở ra khoảng trống điện cho CPU ăn nhiều hơn, nên là hiệu năng sẽ tăng hơn một chút. Tuy nhiên thì sự chênh lệch này lại không hiện diện ở các mẫu CPU cao cấp như là 11600K hay là 11900K. Bởi mức TDP của hai mẫu này là rất cao so với mức 65W của 11400S. Tuy nhiên thì đây cũng là điểm đáng lưu ý để các bạn điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của cá nhân. Tổng nhân công nghệ số thứ 29 đến đây là kết thúc. Những thông tin hot hit gì về game cũng như là công nghệ sẽ thường xuyên được chúng mình cập nhật trong các số tổng nhân công nghệ tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì Nam Minh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!